vào những ngày cuối tuần, chuyện dẫn con cái đi ăn ở nhà hàng đã trở thành thói quen của nhiều bậc phụ huynh. Thậm chí các gia đình nhỏ là bạn bè hay họ hàng còn cùng nhau đi ăn, tạo thành các nhóm khách khá đông thành viên. Đương nhiên những nhóm thế này sẽ đem lại ủng hàng và một vài khó khăn nhỏ trong việc phục vụ, nên nhà hàng có thể nhận hoặc không nhận. Thế nhưng không phải nhà hàng nào cũng có cách xử lý khéo léo và hợp tình hợp lý trong tình huống này. Câu chuyện của chị Phượng Quy, nơ ở nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật Y, Hà Nội, dưới đây là một ví dụ. Theo đó, bà mẹ trẻ cho biết cuối tuần vừa rồi, nhóm của chị có 6 người lớn và 6 trẻ em nhưng không có kế hoạch đi ăn từ đầu nên không kịp đặt bàn trước. Vì vậy mà mọi người quyết định hẹn nhau vào một trung tâm thương mại rồi chọn nhà hàng sau. Gia đình chị Phượng Quy, nơ đến sớm nhất, thấy nhà hàng Y còn trống nhiều bàn nên mới vào gọi thì nhận được câu trả lời còn từ lễ tân và chỉ cho 2 bàn liền nhau. Ngay sau đó thì một nhân viên giới thiệu giá, hướng dẫn gọi món và chị Phượng Quy, nơ đã gọi luôn vì các con đã rất đói. 15 phút sau, thêm một gia đình nữa đến và đồ chuẩn bị được mang lên thì một nhân viên khác lại ra gọi bàn có bao nhiêu bạn bé dưới 1 mét. Bà mẹ trẻ nêu rõ rằng, có 2 bé dưới 1 mét được ghi, 2 bé trên 1 mét 70 ca suất và 2 bé lớn bằng suất người lớn. Lúc này, cao trào của câu chuyện xuất hiện cùng với nhân vật quản lý, chị Phượng Quy. Nơ bức xúc kể lại, bạn quản lý ra đuổi khéo bọn mình rằng bàn bọn mình đang ngồi đã được đặt trước, bạn ý chỉ có thể xếp cho bàn mình một bàn đơn cho 12 người. Mọi người thử nghĩ xem 12 người ngồi một bàn lẩu thì vừa ăn vừa vế nhau à. Thật sự mình rất bức xúc vì vừa đó vừa bực mình vì cách hành xử của nhà hàng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ngay từ đầu nhà hàng nói hết bàn hoặc bàn đã được đặt trước hoặc nói thẳng đoàn chị 6 trẻ em bên em không tiếp. Đằng này để khách ngồi vào bàn, gọi đồ ăn, chờ 20 phút rồi thấy có vẻ nhiều trẻ con bèn lật kèo đuổi khéo khách. Vị khách này còn cho biết thêm rằng lúc đó là khoảng 7 giờ 30 tối, chị nhìn quanh khu vực mình đang trống ít nhất 4 bàn liền nhau và một bàn đơn. Cuối cùng vì không muốn đôi co mà các con thì đang đói nên nhóm của chị Phượng Quy, nơ đã quyết định đi tìm quán khác. Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng của khách hàng này đã thu hút sự chú ý cực lớn của cộng đồng mạng, nhất là các bậc phụ huynh. Bởi rõ ràng, cách xử lý của phía nhà hàng, cụ thể là quản lý là chưa thỏa đáng và phàn nàn thêm về các vấn đề khác. Nhà hàng này thiếu tôn trọng khách hàng quá. Nếu không muốn phục vụ trẻ con nên nói luôn hạn chế để khách có trẻ nhỏ đi kèm biết để tránh vào luôn. Khó chịu với khách, đặc biệt là gia đình có người già trẻ nhỏ thì cứ xác định một điểm về chỗ. Quán này mình gọi đồ thì nhân viên kiểu bơ đi không nghe thấy vậy. Đúng kiểu đi xin ăn chứ không phải là được phục vụ nữa. Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng việc từ chối phục vụ nhóm khách nhiều trẻ con là có lý do và nên nghe vấn đề từ hai phía. Những ai làm dịch vụ rồi mới hiểu tại sao họ lại làm như vậy, nên nghe từ hai phía. Không có lửa thì sao có khói? Nghe một phía là không đúng nha các bạn. Cứ thử làm dịch vụ một lần đi rồi ra đi nhé. Đôi lúc mình chỉ muốn đến một nhà hàng hay quán cà phê cấm trẻ con vì những nơi như nhà hàng quán cà phê thật sự không phải nơi dành cho trẻ con. Bình luận trái chiều của dân mạng. Hiện tại, phía bên nhà hàng Y vẫn chưa có bất cứ ý kiến nào, còn dân mạng đang bàn tán vô cùng sôi nổi, thậm chí nhiều người đã tìm đến fanpage của cửa hàng để đánh giá.